Bạn thân mến, hôm nay tiếng vọng gửi đến các bạn một câu chuyện rất đặc biệt. Bí mật 30 năm. Bí mật 30 năm về cái gì? Về tác giả của một bài thơ đăng trên báo Nhân dân. Và bài thơ đó đã hạ nốc ao nhà văn Phùng Quán. Câu chuyện này Nguyễn Quang Lập đề tặng anh Tống Văn Công. Tôi không biết anh Tống Văn Công chưa biết gì. Ai biết cái mối liên quan giữa Nguyễn Quang Lập, Tống Văn Công và Phùng Quán thì hãy cho tôi cùng biết với. Và sau đây là nguyên văn câu chuyện mà Bọ Lập kể cho chúng ta nghe. Phùng Quán làm bài thơ Lời Mẹ Dặn khi mình mới một tuổi, 1957. Mặc dù bị cấm đoán lung tung nhưng đến năm 7 tuổi mình đã biết còn được đọc cả bài thơ đơn giản vì ba mình rất thích bài này. Cạnh nhà mình có bác thông công an, hình như hồi đó bác làm trưởng hay phó ti công an Quảng Bình cũng rất thích bài này. Khi nào hai cụ ngồi với nhau thì đều nhắc đến phùng quán, trần dần. Có người thì hai cụ nói tiếng Pháp, vắng người thì các cụ cứ nói oang oang không kiêng rè gì mặc kệ mình đứng ôm cột nhà hóng chuyện. Ba mình nói anh đem bài này giáo dục chiến sĩ công an là tốt lắm. Bác Thông gật gù nói đúng đúng. Bác Thông nói anh đem bài này vào sách giáo khoa dạy cho con nít cũng rất tốt. Ba mình gật gù nói đúng đúng. Ba mình nhìn bác Thông cười cười. Nếu trên bảo bắt phùng quán anh có bắt không bác thông cười cái hầm. tôi chấp hành nhưng trước khi chấp hành tôi sẽ phản đối rồi bác thở dài tôi chỉ làm được có thế thôi khó lắm khó lắm đó là vài câu tiếng việt mình nghe được nhớ đến giờ còn thì hai cụ toàn nói tiếng pháp mình chẳng hiểu gì chỉ lâu lâu lại nghe phùng quán phùng quán cái tính tò mò bẩm sinh mình lục cho được bài thơ lời mẹ dặn còn bé thì chả thấy hay gì chỉ thấy đúng yêu ai cứ bảo là yêu ghét ai cứ bảo là ghét dù ai ngon ngọt nuông chiều cũng không nói yêu thành ghét dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói ghét thành yêu giống y chang ba mạ thầy cô vẫn dạy có gì đâu nhỉ sau này chơi thân với phùng quán mình có kể cho anh nghe chuyện ấy anh suýt xoa tấm tắc khen bác thông nói công an mà như thế thì quá tuyệt vời khi đó anh mới kể bí mật mà anh đeo đuổi chẵn ba chục năm vì bài thơ này nghĩ cũng hay hay Bài thơ như một chân lý hiển nhiên ấy lại làm cho thời đó xôn xao, đi đâu cũng thì thào thì thầm, như phát hiện điều gì ghê gớm lắm. Tất nhiên, bài thơ bị quy chụp là biểu tượng hai mặt, là mưu đồ đen tối của lực lượng thù địch. Từ Bích Hoàng, tương một bài, vạch thêm những hoạt động đen tối của một số cầm đầu trong nhóm nhân văn giai phạm, in trên văn nghệ quân đội số 5 tháng 5 năm 1958 nghe mà thật kinh. Anh quán nói thực ra mình viết chống tham ô lãng phí với lời mẹ dặn như những góp ý với đảng thôi vì mình nghĩ mình là chiến sĩ mình không dám nói thật cho đảng biết thì ai nói cho nên mới có câu này. Trung ương đảng ơi Lũ chuột mặt người chưa hết Đảng cần lập những đội quân trừ diệt Có tôi Đi trong hàng ngũ tiên phong Là mình nghĩ thế thật Khi đảng hô một phát Là mình vác súng sung phong ngay Mưu đồ gì đâu Mình cười khì khì Mấy ông cũng dở hơi Nếu có mưu đồ ai lại dại Đi nói với đảng Làm thế hóa lộ thiên cơ à Anh quán cười cái hập Nói Thùa bé đến giờ mình cũng chẳng thấy lực lượng thù địch nào đi góp ý cho đảng cả. Nó không chửi đảng thì thôi, ngu gì lại đi góp ý. Chuyện tưởng đến đó là xong. Ai rẻ một tối ở tròi ngắm sóng. Anh giúp tiền đưa mình, nói lập đi mua cho anh chai rượu. Anh kể chuyện này hay lắm. Chỉ chai rượu trắng với nhúng lạc giang, hai anh em ngồi gần sáng đêm. Anh quán kể hồi đó phê phán chỉ trích đánh đấm anh rất nhiều nhưng đánh đau nhất, độc nhất là bài thơ lời mẹ giận thật hay không. Dài 112 câu của Trúc Chi hình như in trên báo Nhân dân. Mình hỏi Trúc Chi là ai, anh nói từ từ cái đã, rồi anh ngâm nga cả bài thơ, không quên một câu nào chứng tỏ anh đã đọc bài thơ này vài trăm lần là ít trong suốt mấy chục năm qua. Hồi này hễ ai bị phê ở báo nhân dân, dù chỉ nhắc khẽ bóng gió một câu, cũng cầm chắc là đời tàn. Thế mà cả bài thơ 112 câu dài rằng rạc, chụp mũ anh không thiếu một thứ gì. Nào là nó ghét chỗ thầy hiền bạn tốt Nó yêu nơi gái điếm cao bồi Ghét những người đáng yêu của thiên hạ Yêu những người đáng ghét của muôn người Quen học thói gà đồng mèo mả Hóa ra thân chó mái chim bồi Nào là theo lẽ thường thì xét đánh không ngã Chắc trên đầu có cột thu lôi Nếu đường mật lưỡi không biết ngọt Chắc tham vị giác hỏng rồi Nghề bút giấy đã làm không trọn Dùng sao khắc đá cũng soàn thôi Mình nói quy kết tàn bạo thế Anh không bị tù tội là may Cậu tố hữu Có ba đầu sáu tay cũng đừng hỏng giúp cháu Anh quán gật gù Đúng rồi Cho nên mình có trách tố hữu đâu đột nhiên anh nhìn thẳng vào mặt mình nói hơn ba chục năm qua mình chỉ làm một việc là tìm cho ra trúc chi là ai anh quán trầm ngâm hồi lâu ngồi uống hết chén rượu nói sợ dĩ mình quyết tìm ra trúc chi là ai vì đời mình tan nát cũng chính ông này chứ không ai khác tìm để biết ông ta là ai rứa thôi ngoài ra không có ý chi hết khi đó nhiều người cho là mình dại, tin chẳng để làm gì, những người ta biết mình đang tìm có khi mình lại thiệt thân. Hồi đó cả nước chỉ có mỗi anh Trúc Chi làm thơ ở Hải Phòng. Anh là cán bộ tập kết, thỉnh thoảng lên Hà Nội vẫn gặp Phùng Quán chuyện trò rất vui vẻ. Phùng Quán đã đi tàu về Hải Phòng hỏi cho ra nhẽ, Trúc Chi cười buồn. Anh nghĩ tôi là hạng người nào lại đi làm mấy trò khốn nạn đó? Phùng quán bế tắc. Đôi khi nghi người nọ, người kia nhưng tóm lại là không phải. Năm 1989 tình cờ có người bạn gửi cho anh tập thơ một đôi vần của Trúc Chi do nhà xuất bản Văn hóa dân tộc Việt Bắc ấn hành, trong đó in nguyên bài thơ Lời mẹ dặn thật hay không Lời nói đầu cho biết Trúc Chi đó là Hoàng Văn Hoan Bí mật 30 năm đã giải tỏa Hoàng Văn Hoan khi đó đã cư trú chính trị tại Trung Quốc Anh Quán cười cái hập Mình muốn gặp Hoàng Văn Hoan quá Nhưng không sao gặp được Mình nói anh gặp làm cái gì Anh nói để nói một câu Một câu thôi mình hỏi câu gì anh quán uống một hơi cạn chén vuốt dâu ngâm nga mình muốn nói anh hoan ơi ai quen học thói gà đồng mèo mả ai hóa ra thân chó mái chim mồi chuyện thì ngắn thôi đúng là bí mật ba mươi năm khủng khiếp thật và có lẽ cuộc sống rồi sự văn minh tiến bộ dần lên gần đây những người làm thơ không bị chụp mũ những người viết văn không bị uh, chụp mũ và vu cho người ta những cái tội lỗi mà người ta không có chúng ta thương cảm và cũng phải thông cảm với một thời mong muộn